Thưa quý vị và các bạn, vụ hè thu năm 2023, huyện Thoại Sơn xuống giống trên 38.000 hecta. Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch 37.500 hecta, năng suất bình quân ước đạt 6,35 tấn trên 1 hecta. Dự kiến đến giữa tháng 8 này sẽ thu hoạch dứt điểm. Những ngày qua, nông dân huyện Thoại Sơn đang thu hoạch rộ vụ hè thu trong niềm vui trúng mùa được giá. Không khí thu hoạch diễn ra tất bật và rộn ràng. Trên các cánh đồng, máy cặt đập liên hợp hoạt động hết công suất. Dọc các tuyến kênh, ghe thu mua đậu sẵn, chỉ chờ nông dân thu hoạch lúa từ ruộng mang lên là cân để xuống ghe. Nhìn chung bà con đều đạt được lợi nhuận tốt vì giá lúa năm nay cao hơn so với trung bình nhiều năm. Năng suất là bền ổn với nó trúng mùa được giá. Thì tôi mặn là 7 hecta giờ là giống 54-51. Giá cả thương lái vô thì bởi vì cái giá nó chốt rồi, nhưng mà con cái là cái giá nó lên theo thị trường đó, nó cũng cho thêm 100-200 đồng có. Thành ra cái lợi nhuận của nông dân bây giờ đương tốt. Năng suất thì 64-7 tấn một ha. Giá thị trường là được bán được 6.500. Mùa này rất là nông dân chúng tôi như rất là phấn khởi là được giá. Bên cạnh những tín hiệu vui từ thị trường lúa gạo, năm nay nông dân sản xuất vụ hè thu như được tiếp thêm động lực khi giá nhiều loại phân bón đã hạ nhiệt, chi phí sản xuất giảm đáng kể, nông dân có lợi nhuận cao hơn so với năm 2022.